Xin chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của rãnh mây dông và hình thế gây mưa trên cao, nên trưa chiều nay Bắc Bộ duy trì nhiều mây, nắng xuất hiện gián đoạn với nhiệt độ cao nhất ở dưới mức 32 độ. Đến chiều tối mưa sẽ gia tăng về diện và lượng. Người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm do mưa lớn kéo dài gây ra. Như tại thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, trưa chiều có nắng yếu gián đoạn, sau đó từ chiều mưa có xu hướng gia tăng về diện và lượng. Trong cơn dông cần cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh, cũng như nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp. Do có mưa nên nền nhiệt không tăng quá cao, ngày đêm dưới 32 độ. Với các tỉnh thành miền Trung, do tác động của rãnh mây dông nên cũng có mưa rải rác, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm ở các tỉnh phía Bắc đèo Hải Vân. Còn trưa chiều nay, nắng gián đoạn với mức nhiệt độ từ 31 cho đến 34 độ. Thành phố Đà Nẵng trời có nắng vào ban ngày, tuy nhiên số giờ nắng trong ngày giảm hơn những ngày trước đó. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều phổ biến ở mức 32 cho đến 33 độ. Đến chiều tối mưa dông có thể xảy ra, song chỉ trong thời đoạn ngắn nên ít tác động đến sinh hoạt thường nhật của người dân nơi đây. Lui xuống khu vực phía Nam, đới gió Tây Nam ẩm tiếp tục gây mưa cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Thời gian mưa tập trung vào khoảng chiều tối đến tối, cục bộ vẫn có thể xảy ra mưa vừa mưa to và dông. Người dân cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông, cũng như ngập úng vùng trũng thấp do mưa lớn gây ra. Đây cũng là cảnh báo được đưa ra cho người dân tại thành phố Hồ Chí Minh trong chiều tối nay, khi mưa xuất hiện diện rộng, cục bộ có điểm mưa vừa đến mưa to. Còn trưa chiều nay trời có nắng nhưng cường độ không quá gay gắt, nhiệt độ cao nhất dưới ngưỡng 33 độ. Thời tiết mưa nắng đan xen, quý vị nên lưu ý mang theo vật dụng che mưa khi tham gia giao thông để tránh bị ướt và ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Đến đây, bản tin thời tiết trưa ngày 31 tháng 5 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.